câu hỏi thông qua các clip vui nhộn. Tôi yêu thể thao thực sự hấp dẫn khán giả theo dõi chương trình. Hay đoán xem là ai quay những bức ảnh hài hước, tưởng tượng những tình huống bất ngờ tiếp theo. Cú này. Phán đoán của hai đội trưởng lý do. Tôi yêu thể thao sôi động, hấp dẫn. Phát sóng lúc 18 giờ chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Cú này, ra đây bố bảo này. Hãy cùng trải qua 100 thử thách với 100 đấu thủ trong chương trình đấu trường 100. Tham gia để giành những giải thưởng giá trị và làm chủ kho tàng kiến thức đa dạng của nhân loại. Đấu trường